Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2019 tại nguyện đường Santa Marta. Trong bài đọc thứ nhất phụng vụ hôm nay kể câu chuyện giữa Cain và Abel. Trong đoạn kinh thánh này có một loại thể văn chương thường lặp đi lặp lại, một câu hỏi khó chịu và một câu trả lời thỏa hiệp Thiên Chúa đã hỏi một câu khiến Cain lúng túng: Em ngươi đâu? Và câu trả lời của Cain vừa có một chút thỏa hiệp, vừa là để tự bảo vệ biện hộ cho mình. Còn đâu có biết con là người giữ em con sao? Con không có trách nhiệm trong việc này. Với cách này, Cain cố né tránh ánh nhìn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng nhiều lần đặt ra những câu hỏi khó chịu. Chẳng hạn người từng hỏi Thánh Phêrô đến ba lần, con có yêu mến thầy không? Đến nỗi Phêrô không biết phải trả lời thế nào. Cũng thế lần kia, người hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Và họ trả lời một ngôn sứ hay do An Nhưng người bảo họ, nhưng anh em, anh em bảo thầy là ai? đó là một câu hỏi làm cho họ bối rối. Thiên Chúa hỏi Cain một câu hỏi khác, em của ngươi đâu? Đó là một câu hỏi khó chịu và chúng ta biết rất nhiều câu trả lời như đó là cuộc sống của anh ta, còn tôn trọng anh ấy, còn không liên can trong chuyện này, vân vân và vân vân. Con không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Mọi người có tự do chọn lựa con đường của riêng mình trước những câu hỏi khó chịu này của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày của mình, chúng ta trả lời người với nguyên tắc chung là không dài dòng, nhưng nói tất cả mọi điều từ con tim mình. Hôm nay, Thiên Chúa cũng đặt câu hỏi này với mọi người chúng ta. Em của ngươi đâu? Con không biết, nhưng em của ngươi đang đói. Vâng, chắc cậu ấy đang ăn trưa ở nhà Catitas của giáo sứ chắc chắn họ sẽ cho cậu ấy ăn trả lời như thế tôi phòng vệ và biện hộ không những người khác nữa những người đang đau bệnh chắc cậu ta đang ở bệnh viện nhưng trong bệnh viện không có chỗ còn có thuốc không nhưng đó là chuyện của cậu ta còn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác người thân của cậu ta sẽ cho cậu ta thuốc và con không có trách nhiệm trong việc này thế người em đang tù tội của ngươi đâu À cậu ta đang trả lẽ những gì cậu ta đang chịu Cậu ấy đã làm thì phải trả giá Ước gì các bạn không nghe câu trả lời như thế thốt ra từ miệng Đức Chúa Em của ngươi đâu? Người anh em đang bị bóc lột của ngươi đâu? Họ làm việc lậu Không có hợp đồng trong 9 tháng Rồi sau 3 tháng lại một năm làm việc lậu nữa Và như thế không có gì bảo đảm mà cũng không có kỳ nghỉ ơ ờ, hôm nay không có việc làm và người ta lấy đi những gì cậu ta có thể nhận được đó là một câu trả lời chống chế khác qua những ví dụ ấy chúng ta hãy lấy những lời này của chúa như thể nó được đặt ra cho từng người chúng ta chú hỏi tôi em của ngươi đâu người em ấy là người bệnh tật người đói khát người không có quần áo những em nhỏ không được đến trường người nghiện những tù nhân Em ngươi đâu? Em ngươi ở đâu trong trái tim của ngươi? Có chỗ cho những người này trong trái tim của chúng ta không? Hay là chúng ta nói, vâng, chúng ta trút cánh nặng lương tâm một chút bằng cách bố thí. Chúng ta đã quen đưa ra những câu trả lời thỏa hiệp để chạy trốn, để khỏi nhìn thấy và để khỏi chạm đến vấn đề. Thiên Chúa nói với Cain, tội lỗi đang nằm phục ở cửa nhà ngươi và ngươi bắt đầu một cuộc đời đen tối khi chúng ta đi theo lối sống đen tối mà không nhận lấy những gì Chúa Giêsu đã dạy tội lỗi chờ sẵn trước cửa nhà nó chờ đợi để đi vào và tiêu diệt chúng ta Thiên Chúa hỏi Adam ngươi đang ở đâu và Adam trốn tránh vì xấu hổ và sợ hãi có lẽ chúng ta cảm thấy xấu hổ em của ngươi đâu ngươi đang ở đâu trong xã hội bạn đang sống bạn không nhận thấy những điều này những đau khổ này những nhức nhối này sao đừng trốn tránh thực tế hãy trả lời hai câu hỏi này của chúa cách thẳng thắn trung thực nhưng cùng với niềm vui nữa